Bây giờ hãy lên lầu thu dọn đồ đạc đi, lập tức rời khỏi đây. Gia Tự, Gia Tự, anh không được đối xử với em như vậy. Đừng nói chuyện với tôi. Gia Tự, anh không được đối xử với em đi, như đi. Vậy mẹ. Tôi một lòng một dạ với anh mà. Cô một lòng một dạ với tôi hả? Cô vẫn còn nói ra được sao? Cô có thấy xấu hổ không vậy? Nếu như cô đối với tôi một lòng một dạ, cô có thể sinh ra thứ nghiệt chủng này à? Cũng trách là tôi quá mềm lòng, để hai mẹ con cô ở lại Lợi Gia. Quả đúng thật là mẹ nào con nấy không sai. Con dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ này với tôi sao? Lợi Gia Tử, ông là cái thái gì chứ? Nói tới dùng thủ đoạn hèn hạ đúng không? Những thứ này tôi đều học từ ông hết đó, có biết không? Học từ tao hả? Nhưng đáng tiếc mày chỉ học được bằng cái bóng tay. Được rồi, tôi nói cho các người biết, mau lên lầu thu dọn đồ đạc. Tôi không muốn nhìn thấy mặt hai mẹ con các người nữa. Không cần dọn. Gia Tử, tôi không thèm không muốn bất cứ thứ gì từ Lợi Gia các người. Không cần đúng không? Vậy được, lấy quần áo trên người xuống. Tiền và cả xe, tất cả để lên đây. Gia Tử. Trả hết cho ông. Ông hãy ôm hết những thứ này vô quan tài với ông đi. Mẹ, Gia Tử à. Gia Tử. Chủ tịch à, tôi xin phép đi trước. Sau sự kiện khủng hoảng lần này, công ty của chúng ta đã thật sự chuyển nguy thành an rồi. Người có công lớn nhất chính là Lợi Diệu Nam. Cho nên tôi chuẩn bị chính thức bổ nhiệm Lợi Diệu Nam làm phó giám đốc công ty. Chúc mừng anh Nha phó tổng. Lần này cũng có công lao của anh, giám đốc Trần. Phó tổng Lợi, anh khách sáo quá, tôi có làm được gì đâu chứ. Không phải anh không làm cái gì, mà là anh đã làm rất nhiều chuyện. Chủ tịch à, ý của ngài là sao tôi không hiểu. 4 triệu đồng tiền nhà, 2 ngày trước đã trả hết trong một lần. Có thể nói cho chúng tôi biết, trong một lúc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy không? Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tất cả là cha mẹ vợ của tôi cho tôi. Thật ra cha... Chủ tịch à, cháu cảm thấy bây giờ cháu không còn thích hợp ngồi vào vị trí này nữa. Sao vậy? Đó là vì ba cháu sao? Diệu Nam à, anh cũng là người nhà mà, anh còn phải e ngại làm gì nữa. Cho dù nói thế nào, cháu cũng là con trai của Lợi Gia Tự. Cháu chưa từng nghĩ tới ông ấy có thể làm ra việc như vậy. Cháu cũng không thoát khỏi liên quan. Huống chi người trong công ty miệng lưỡi khó đoán lắm. Cháu không muốn để công ty phải chịu ảnh hưởng không tốt. Diệu Nam à, ba cháu là ba cháu, cháu là cháu. Hơn nữa, nếu như không phải là cháu, thì lần này e rằng chúng ta đã bị Lợi thị thâu tóm rồi. Ừ. Diệu Nam, chú rất tin tưởng ở cháu. Chủ tịch, thật sự cháu suy nghĩ kỹ rồi. Cháu không thể tiếp tục ngồi vị trí này. Cháu còn muốn để người khác có cơ hội nói xấu. Diệu Nam à. Em không cần nói nữa. Thật sự anh đã nghĩ kỹ rồi. Chủ tịch à, cháu chỉ hy vọng cháu làm việc thật tốt ở vị trí hiện tại. Làm tốt mọi việc trước mắt đã.
Được rồi, nếu như cháu đã quyết định như vậy rồi, vậy thì chú cũng không ép cháu nữa. Vậy nếu không còn việc gì nữa, cháu về làm việc đi. Xin mời cô. Ngô tiểu thư à, đây là vị trí chúng tôi đặc biệt giữ lại cho cô. Tổng giám đốc đã dặn dò tôi, buổi tối hôm nay nhà hàng chúng tôi không đón khách khác, chỉ đón tiếp một mình cô. À, cô coi, nếu có yêu cầu gì thì cô cứ dặn dò, nếu như không có gì chúng tôi không làm phiền nữa. Xin cô cứ thoải mái. Người mà tôi thích cuối cùng cũng kết hôn rồi. Muốn khóc thì cứ việc khóc đi. Chị Trần, ngồi đi. Anh coi, muốn gì nè? Không cần đâu, em uống là được rồi. Hẹn anh có chuyện gì? Hân Đồng và anh trai của em sắp kết hôn rồi. Cũng không khó đoán mà. Diệu Nam à, anh không sao đó chứ? Không sao. Anh còn có em mà. Anh biết chứ, Trí Trần. Thật ra anh đừng nói gì nữa hết, hãy nghe em nói thôi. Em biết là tình yêu không thể miễn cưỡng được. Em cũng không muốn ép anh, em chỉ muốn anh cho em một cơ hội. Hãy cho chúng ta một cơ hội được ở bên nhau. Em xin thề, em nhất định là sẽ cố gắng trở thành người mà anh thích. Hơn nữa, em còn có thể cho anh những thứ mà Hân Đồng không thể cho anh. Bà của em đã nói rồi, nếu như anh là người của nhà họ Kỷ, bà có thể danh chính ngôn thuận giao hết mọi thứ cho anh. Thiết kế cộng quà cũng được, hay cả đồng chí Nam cũng được, thậm chí là WE, sau này đều là của anh hết. Anh đã rất cố gắng quản lý thiết kế cộng quà và đồng chí Nam rồi. Không phải chỉ vì giấc mơ của mẹ anh lúc sinh thời hay sao? Không lẽ anh lại vì một cô gái sắp kết hôn với người khác mà từ bỏ cơ hội này sao? Hãy cho em một cơ hội, cũng là cho chính bản thân anh một cơ hội, có được không? Có lẽ những điều em nói đều đúng. Anh cũng rất hiểu đạo lý đó, nhưng mà thật sự anh không làm được.
sự việc lần này đã ảnh hưởng tới lợi thế của chúng ta. Hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ nghĩ cách, nhất định có thể thay đổi được tình hình. Không cần nói nữa, hội nghị cổ đông đã đem hết cổ phần ở Lợi Thị phân chia xong rồi, không cần đầu tư vốn nữa. Cái gì? Ông vừa nói cái gì? Tôi nói cái gì ông nghe mà còn không hiểu hay sao? Ông hãy chuẩn bị cho tốt đi. Hai ngày tới sẽ có nhiều chuyên gia tới thảo luận với tất cả các bộ phận đó. Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Đây là tâm huyết của tôi, các người không thể nào tùy tiện bán đi như vậy. Ông nói gì vậy hả Lợi Gia Tự? Tôi cũng đã giữ thể diện cho ông lắm rồi đó. Lần này người thua lỗ vẫn là những cổ đông lớn như chúng tôi. Ông đừng có làm mấy chuyện quấy rầy chúng tôi nữa. Như vậy đi. Quấy rầy? Ai quấy rầy ông chứ? Làm sao tôi có thể quấy rầy các người? Vậy rồi hả? Con đã nghĩ kỹ rồi chứ? Muốn về nhà phải không? Ba biết ngay mà. Ngồi đi. Con có việc muốn hỏi ba. Con ngồi xuống trước đi đã, rồi sau đó hãy nói chuyện rõ ràng với ba. Con tới là vì muốn hỏi ba, có phải là ba đã tiến hành thu mua tập đoàn WE không? Con không nghe thấy những gì ba nói hay sao? Ba biểu con ngồi xuống. Ba trả lời trước đi. Ba nuôi con lớn như vậy, con dám nói chuyện với ba như vậy à? Con chưa từng yêu cầu ba nuôi con. Thằng kia! Ba có biết không, những việc mà ba đã làm với chú Kỷ, chú ấy đều biết hết. Nhưng từ trước tới giờ, chú ấy lại chưa từng tìm ba để báo thù. Ba thử nhìn lại mình mà coi, ba không thấy là những việc ba làm rất ấu trĩ, rất bỉ ổi hay sao? Đủ rồi, con chưa tới lượt con dạy ba đâu. Ba là ba của con là con của ba. Bất kể con có muốn hay không thì con vẫn là con trai ba. Có người ba như ba, con thật sự cảm thấy xấu hổ. Ba tự bảo trọng đi. Con quay lại đây, đứng lại cho ba. Yuna, con là con của ba, nếu không được ba cho phép, con tuyệt đối không thể làm được. Quay lại, con mau quay lại đây.
Đi. Em có nhìn thấy không? Đây là đứa con trai của em đó. Anh đã không phải với nó chỗ nào. Anh Chứng Dụ, thuốc của anh sắp hết rồi, để lát nữa em tới bệnh viện lấy cho anh nha. Cứ để dì Bảo đi là được rồi. Em sợ dễ lấy nhầm, cứ để em đi thì hơn. Anh yên tâm, ăn đi. Diệu Nam, em sắp kết hôn rồi, không biết phải nói thế nào với anh đây. Cũng giống như Trí Trân đã nói, có lẽ không liên lạc mới là điều tốt nhất cho chúng ta. Đây chính là nhà mà Diệu Nam mua sao? Chú Lợi à, chú Lợi, chú không sao chứ? Cô Lu, chú không sao chứ? Không sao, không sao. Nè, từ từ thôi. Chú Lợi à, đây không phải là ảnh của mẹ Diệu Nam sao? Đúng rồi. Xem ra cái gì Diệu Nam cũng nói cho cô biết hết. Diệu Nam nói với cháu, những gì liên quan tới mẹ anh ấy chú đều bỏ hết rồi. Khó khăn lắm anh ấy mới lấy được 2 tấm hình. Nhưng cái này là... Bức ảnh này tôi đã giấu trong đồng hồ đã hơn 20 năm rồi. Mẹ của Diệu Nam là người duy nhất tôi yêu. Từ sau khi cô ấy đi, ngày nào tôi cũng hận bản thân mình. Tôi đã nỗ lực kiếm tiền hơn, hy vọng có thể chuộc tội. Cô có biết tại sao tôi lại đầu tư vào thiết kế cộng hòa nhiều như vậy không? Bởi vì đó không chỉ là mong ước của Diệu Nam, còn là ước muốn chung của tôi và mẹ Diệu Nam nữa. Khi tôi vừa mới quen với mẹ Diệu Nam, tôi chân chỉ là một thợ làm đồ gia dụng cho nhà họ. Thật là không ngờ cô ấy không màng tất cả để ở bên cạnh tôi, thậm chí còn chống đối lại người nhà. Chúng tôi đã ở trong một căn nhà nhỏ
chẳng có gì hết, chỉ có một chiếc giường. Về sau chúng tôi phải dành thời gian đi khắp nơi để trộm gỗ, tìm gỗ tự làm đồ trong nhà, tự mình làm ra ghế nè, rồi bàn, rồi tủ nữa. Còn cả tủ đứng lớn nữa. Nhớ lúc đó chúng tôi đang nghĩ sau này nhất định phải làm ra nhãn hiệu đồ gia dụng của riêng mình. Và đó chính là ước mơ chung của hai vợ chồng tôi. Chú Lợi à, vậy tại sao chú lại làm những chuyện sau đó? Tại sao mẹ của anh Diệu Nam lại trở nên như vậy chứ? Đều tại tôi, lo kiếm tiền tới mức mất cả phương hướng. Bây giờ tôi đang bị báo ứng, chẳng còn cái gì hết. Cô ấy đi rồi, Diệu Nam cũng đi rồi. Tập đoàn Lợi Thị bây giờ cũng không giữ được nữa, các cổ đông đều đã bán hết. Thiết kế Cộng Hòa cũng đã bị Kỷ Bách Quân thu mua rồi. Tôi bây giờ là kẻ trắng tay. Chú à, chú không nên giấu hết mọi chuyện ở trong lòng như vậy. Chú nên nói cho Diệu Nam biết, anh ấy nhất định sẽ hiểu, chắc chắn anh ấy sẽ tha thứ cho chú. Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi cũng không hy vọng nó có thể tha thứ cho tôi. Nguyện vọng duy nhất của tôi bây giờ chính là mong Kỷ Bách Quân có thể dốc sức ủng hộ, có thể giúp Diệu Nam toàn tâm toàn ý xây dựng Thiết Kế Cộng Hòa. Vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà cháu nghe chú Kỷ nói, hình như chú ấy giao Thiết Kế Cộng Hòa cho anh Chấn Vũ rồi. Điều này tôi biết chứ. Diệu Nam là con trai tôi, đâu phải là con trai của ông ấy. Sao ông ấy có thể yên tâm giao Thiết Kế Cộng Hòa cho nó? Vì vậy người có thể giúp tôi bây giờ chỉ có cô thôi. Tôi biết chứ, cô sắp kết hôn với Chấn Vũ, nhưng cô cũng nên rõ ràng trong lòng Diệu Nam vẫn còn rất yêu cô. Cho nên lời cô nói, nó nhất định sẽ nghe. Vậy thì chú Lợi à, chú muốn cháu nói chuyện gì? Tôi hy vọng cô có thể nói với Diệu Nam, kêu nó hãy ở bên cạnh Trân Trân. Bởi vì chỉ khi nó và Trân Trân ở bên nhau, Kỷ Bách Quân mới yên tâm được. Có như vậy thì Diệu Nam mới một lòng một dạ với Thiết Kế Cộng Hòa. Cô Lu à, tôi không còn cách nào khác nữa rồi. Cả đời tôi từ trước tới giờ chưa từng cầu xin ai, nhưng mà vì Diệu Nam tôi cầu xin cô. Chú Lợi à, chú đang làm gì vậy? Tôi cầu xin cô, xin cô hãy giúp Diệu Nam. Tôi cầu xin cô đó. Cháu hứa với chú, chú à, chú mau đứng lên đi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Hân Đồng, sao em về trễ quá vậy? Đi lấy thuốc mà cũng lâu vậy hả? Tại có chút chuyện cho nên hơi trễ. Anh Chấn Vũ, ngày mai em muốn ra ngoài một chuyến, xử lý một chút chuyện. Buổi tối em không về đâu. Có gì anh cứ dặn dò Tiểu Lan nha, được không? Chút chuyện? Xử lý chuyện gì vậy? Là chuyện ở công ty hả? Không phải bà đã nói rồi, chuyện công ty em tạm thời không cần lo lắng nữa. Chỉ là chút chuyện riêng của em thôi. Anh không cần lo lắng đâu. Em sẽ nhanh chóng trở về mà. Ngủ ngon. Hân Đông à, em sẽ không rời xa anh có phải không? Sẽ không có đâu. Anh yêu em. Được. Anh nhớ ngủ sớm đó.
Làm xong chuyện cuối cùng này thì mình có thể an tâm lấy anh Chấn Vũ rồi. Mọi người đều có thể an tâm rồi. Vô nhà đi. Em ốm đi đó. Tháng sau em sẽ kết hôn với anh Chấn Vũ. Em có biết không, em ốm như vậy không đẹp đâu. Em vốn dĩ trông đã rất nhỏ bé rồi, bình thường thì trông giống hệt học sinh cấp 2. Em mà ốm nữa thì chẳng khác gì học sinh tiểu học. Em có đói bụng không? Anh chiên trứng cho em ăn nha. Em biết không, bây giờ ngày nào anh cũng đều làm trứng hết đó. Anh cảm thấy kỹ thuật của mình đã đuổi kịp em rồi. Em không tin hả? Vậy anh biểu diễn cho em coi. Em xin lỗi. Em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nữa. Anh Chấn Vũ cầu xin em, em buộc phải làm vậy. Em không còn cách nào khác. Em cảm thấy rất đau khổ. Anh hiểu mà Hân Đồng, anh hiểu mà. Bây giờ chúng ta có thể bên nhau hết 24 tiếng cuối cùng được không? Không phải trước đây chúng ta đã nói phải bên nhau trong ngày lễ tình nhân, ở bên nhau trong ngày Giáng sinh sao? Đúng vậy, chúng ta từng nói phải cùng nhau đón lễ tình nhân, cùng nhau đón Giáng sinh, phải cùng nhau đón lễ trồng cây. Được, hôm nay hai chúng ta hãy đem tất cả những ngày lễ mà trước đây chưa từng đón, đón hết một lần. Đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta đón ngày lễ tên là ngày lễ em yêu đừng khóc. Hân Đồng, Giáng sinh vui vẻ. Sô-cô-la, hoa hồng, Valentine vui vẻ. Nè, đưa tay ra đây. Ngoan lắm. Tiền mừng tuổi, năm mới vui vẻ. Vui như vậy sao? Chúng ta hãy mau chụp hình đi. Thank you.
Xong rồi, thành công rực rỡ. Lễ trồng cây cũng đón xong rồi. Em cảm thấy hôm nay em cực kỳ vui vẻ được đón nhiều ngày lễ như vậy. Chưa đủ, như vậy vẫn chưa đủ. Còn có ngày của cha, ngày của mẹ, quốc tế thiếu nhi, lễ sâu bọ, ngày thế giới phòng chống bệnh S. Nếu đón hết tất cả những ngày này thì phải cần tới 8 tới 10 năm lận. Đón hết mới được đi. Đúng vậy. Được rồi, chúng ta chụp hình chung nữa đi. Lấy điện thoại ra. Cúi thấp xuống. Ô trời, hư tạo hình của anh hết rồi. Còn có ngày lễ cuối cùng vẫn chưa đón, là sinh nhật của em. Đây là quà sinh nhật của em đây. Và cả những thứ kia là quà sinh nhật của năm sau, quà sinh nhật năm sau nữa, quà của năm sau nữa. Những thứ này anh mua cho em lúc em không có ở đây. Mỗi lần đi trên đường, nhìn thấy cái gì anh cũng nghĩ, cái này chắc là Hân Đồng sẽ thích lắm. Thứ kia có thể khiến Hân Đồng cười, cái kia Hân Đồng đeo vào nhất định sẽ rất đẹp. Anh có thể nào đem mỗi món quà sắp xếp thứ tự giúp em được không? Nếu không, hàng năm lúc em mở quà sinh nhật ra, không biết phải mở cái nào trước, cái nào sau. Được, anh giúp em đánh số thứ tự nha. Em đem hết những món quà này về nhà đi. Em phải nhớ, mỗi lần tới sinh nhật của mình, em chỉ được phép mở một món quà. Mỗi năm mở một món, tới khi em mở xong hết rồi, thì điều đó thể hiện anh không còn yêu em nữa. Không nói chuyện này nữa. Hát chúc mừng sinh nhật trước, sau đó thì ước. Hân Đồng, mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày đó em sinh ra đời. Hãy nắm tay cùng chúc mừng. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày đó em sinh ra đời. Hãy nắm tay cùng chúc mừng. Em ước đi. Thank you.
Anh không ngủ hả? Không ngủ. Anh sợ là một khi anh nhắm mắt lại, có thể em không còn ở đó nữa. Trên thế gian này, mọi chuyện không như mình mong muốn. Lúc trước anh luôn cảm thấy trên đời này mọi chuyện đều rất đơn giản. Chỉ cần em cố gắng, không có chuyện gì là không thể làm được. Nhưng mà bây giờ anh mới biết, có rất nhiều thứ đều không theo ý mình. Giống như anh bây giờ, anh nhìn người con gái mình yêu sắp đi lấy một người đàn ông khác, anh lại không thể làm được gì. Anh chứng dụng. Được không anh? Đây là yêu cầu cuối cùng của em. Diệu Nam, anh hứa với em đi, coi như là anh dì em và dì mẹ của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ tới người con gái anh yêu nhất lại mong anh vì cô ấy mà đi cưới người con gái khác. Vậy được, anh hứa với em, anh sẽ cưới Kỷ Trí Trân. Nếu đã không phải là em thì lấy ai cũng vậy thôi. Điều quan trọng là anh có thể kết hôn cùng ngày với em. Anh có thể được nhìn thấy em mặc chiếc áo cưới, mặc dù không phải đứng bên cạnh anh.